Sáng 4 tháng 8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, trưởng Bộ phận Thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng, thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19. Bệnh nhân số 496 BN496, nam 65 tuổi, quê quán tại Hòa Vang, Đà Nẵng. Bệnh nhân có tiền sử suy thận mãn tính giai đoạn cuối, thận nhân tạo chu kỳ, nhiễm khuẩn huyết. Bệnh nhân điều trị tại khoa nội thận Bệnh viện Đà Nẵng trong 5 tháng và ra viện vào ngày 24 tháng 7. Ngày 28 tháng 7, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và được chuyển đến khoa y học nhiệt đới Bệnh viện Đà Nẵng cùng ngày với tình trạng khó thở, đặt nội khí quản và thở máy. Ngày 29 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8, bệnh nhân nằm yên dưới tác dụng. Ngày 29 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8, bệnh nhân nằm yên dưới tác dụng thuốc an thần và thở máy. Ngày 2 tháng 8, bệnh nhân thở máy, lọc máu liên tục và huyết áp giảm. Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 4 tháng 8, bệnh nhân lâm vào tình trạng hôn mê, đồng tử giãn, mất hoàn toàn phản xạ. Tới 8 giờ 30 phút cùng ngày, bệnh nhân tử vong. Người bệnh được chẩn đoán tử vong do suy thận mạn giai đoạn cuối, nhiễm trùng huyết, suy tim cấp và COVID-19. Như vậy, đây là bệnh nhân thứ 8 mắc COVID-19 tử vong tại Việt Nam. Theo Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, hiện nay còn một số bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao do bệnh lý nền nặng và tuổi cao. Sáng 4 tháng 8, lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số 5, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe ô tô con và container khiến 4 người thương vong. Khoảng 4 giờ ngày 4 tháng 8, chiếc xe ô tô 4 chỗ màu đỏ chạy theo hướng Hải Phòng Hà Nội đang dừng đèn đỏ trên quốc lộ 5, ngã tư Nguyễn Văn Linh Sài Đồng, phường Sài Đồng, quận Long Biên thì bị chiếc container mang biển số 15C11466 đi từ phía sau lao tới. Sau cú va chạm mạnh, bánh xe container chèn lên chiếc ô tô con. Vụ tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ, 1 người bị thương vong được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe ô tô con bị biến dạng hoàn toàn. Phía trước là một chiếc xe tải đang dừng đỗ. Bánh xe container chèn đúng vào vị trí trung tâm chiếc xe nên không nhìn thấy biển kiểm soát. Ngay sau đó, đội cảnh sát giao thông số 5 có mặt tại hiện trường, phối hợp công an quận Long Biên cứu người bị nạn, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn trên, xe ô tô còn có 4 người. Ngày 4 tháng 8, Công an quận 9 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Thành Đạt, 22 tuổi, quê ở Bình Thuận để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo đó, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, Đạt đến cửa hàng tiện lợi trên đường Dương Đình Hội, phường Phước Long B, quận 9 dùng dao khống chế chị TN, 21 tuổi, nhân viên bán hàng để cướp tiền trong cửa hàng. Khi đang cướp tiền thì Đạt bị các nhân viên trong cửa hàng phát hiện, hô hoán khiến tên này hoảng sợ bỏ chạy. Trên đường tháo chạy, Đạt bị công an phường Phước Long B đang đi tuần tra bắt giữ và đưa về trụ sở. Tại cuộc họp báo thông báo kết quả phiên họp chính phủ thường kỳ chiều tối ngày 3 tháng 8, báo chí đề cập đến việc ngày 22 tháng 7, lái xe và thư ký của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung và một cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu C03 Bộ Công an bị khởi tố tạm giam với cáo buộc chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án Nhật Cường. Bộ Công an cho biết tài liệu mật thuộc lĩnh vực gì, có tính chất như thế nào, thông tin điều tra ban đầu, vai trò từng người ra sao, phóng viên đặt câu hỏi. Trả lời, Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho hay, vụ án Nhật Cường là vụ rất nghiêm trọng, phức tạp, thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi và chỉ đạo. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố vụ án về 4 tội danh gồm buôn lậu, vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện đã khởi tố 28 bị can, trong đó đã bắt giam 20 người, truy nã 8 người. Thiếu tướng Tô Ân Sô cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đang tích cực điều tra. Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng sẽ cố gắng kết thúc điều tra trong quý 3 năm 2020. Cũng theo ông Sô, ngày 16 tháng 7, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Ngày 21 tháng 7 đã khởi tố và bắt tạm giam 3 bị can có hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật liên quan đến công ty Nhật Cường, trong đó có 2 bị can thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, 1 bị can thuộc C03. Vụ án đang trong quá trình điều tra, khi có kết quả, Bộ Công an sẽ thông tin đến báo chí, ông Sô nói.
Tại cuộc họp, báo chí cũng đặt câu hỏi cho đại diện Bộ Công an về vụ công ty Tenma Nhật Bản đưa hối lộ 25 triệu yên cho cán bộ thuế hải quan ở Bắc Ninh để trốn thuế, kết quả điều tra đến nay như thế nào. Chánh văn phòng Bộ Công an thông tin, sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, chỉ đạo Công an Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành xác minh làm rõ. Đồng thời có văn bản đề nghị Thanh tra Bộ Tài chính tiến hành thanh tra việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của công ty Tenma. Theo ông Sô, do vị Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật của công ty và Giám đốc Hành chính sản xuất đều xuất cảnh về Nhật Bản trước dịch COVID-19, đến nay chưa trở lại Việt Nam, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chưa làm việc được trực tiếp với hai đại diện này. Hiện Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và các đơn vị liên quan để thu thập thông tin, tài liệu phục vụ điều tra.